Hello, xin chào tất cả các anh em biker. Xin chào tất cả mọi người xem video này. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em dòng ngũ C70 của HCC. HCC là thương hiệu của Hàn Quốc, cũng rất là nhiều anh em mình chắc là cũng rất là biết đến khá rõ. Và HCC này được có mặt ở trong các trận đua MotoGP, cũng được nhiều tay đua sử dụng khá là nhiều. Mình giới thiệu sơ qua vậy thôi. Ra là cũng rất là nhiều anh em mình biết nên là mình cũng không cần phải nói nhiều. Tập hộp của mũ HCC C70 này thì gồm có vỏ hộp mũ của nó. Đấy, HCC. Đấy. Vỏ hộp khá là chắc chắn và có tay cầm rất là dễ dàng này, mình có thể cầm, và kèm theo ở bên trong có cả túi của mũ. Đấy, chiếc túi vải. Và thêm tấm pin lắp. Tấm pin lắp này để mình lắp vào kính. Và bên trong của kính C70 này. Tấm pin lắp đấy và cái chụp mũi này thì nếu nó có tác dụng là ngăn cái phần hơi thở của mình, ngăn hơi thở của mình mà làm mờ kính mất khi mà mình chạy vào những cái vùng mà nó nhiệt độ nó lạnh đấy. Nó sẽ hạn chế được cái phần đấy rất là nhiều. Phần vỏ mũ là chất liệu từ được làm từ polycarbonate, rất là chắc chắn và độ bền của nó rất là tốt, và độ bền khi mà có va chạm xảy ra. Phần kính của mũ này được thiết kế cái chốt khóa rất là an toàn, khi mở ra ta ấn cái lẫy này. Đấy. Khóa này là rất là chắc để khi mà anh em mình có chạy tốc độ cao thì cái khóa này của nó an toàn, nó sẽ khóa chặt cái phần kính này, nó không bị bung lung lay hay gì cả. Đấy. Đây là phần lấy gió ở trước mũi. Đấy, trước cái mõm của mũi này. Và phần hốc gió ở trên đỉnh đầu. Chúng ta điều chỉnh hốc gió bằng cái cần gạt đây. Mình gạt lên trên đỉnh đầu. Đấy, phần hốc gió. Và phần phía sau của mũ này. Đấy, để điều chỉnh lượng gió ra vào. Về cái phần mà kính râm ở phía bên trong thì ở phía sau đỉnh đầu này, gần đỉnh đầu này có cái nút gạt. Đấy, nó chỉ cần gạt lên xuống là cái kính râm ở phía bên trong mà sẽ lên xuống theo ý mình. Đấy. Kiểu dáng của mũ này, kiểu dáng nó thiết kế khá là đẹp, màu sắc thì bắt mắt. Tại bên mình thì có hai màu là màu xanh dương và màu đen. Cái form của nó rất là hiện đại và trông trẻ trung. Đấy. Về cái phần lớp mút của nó ấy, thì lớp mút của nó có cái cúc bấm này bên cạnh đây. Đa số các mũ bảo hiểm thì đều thiết kế cái phần cúc bấm ở đây để mình có thể tháo lắp dễ dàng. Đấy. Khi mà lắp vào ta lại ấn khớp cái phần cúc bấm này lại. Lớp mút khá là dày dặn. Lớp mút dày nhưng mà không có bị cứng rồi nhá. Rất là mềm. Đây này. Mút của nó rất là mềm. Mút mềm này khi mình đội để làm cho cái đầu của mình nó khá là thoải mái, nó không bị cái cảm giác là cứng
đầu khi mà đội cái mũ mà nó hơi nặng một chút như này. Mũ này nó có cân nặng là 1 cân 6. Là cân 6. Cái điểm trừ của cái mũ này là về cái chốt khóa. Chốt khóa thì bên hãng thiết kế nó hơi tiết kiệm. Nó không thiết kế thêm một cái dây nhỏ nhỏ giống như cái form mũ của HCC Cool hay là CLI, thì nó có thêm một cái phần dây nhỏ nhỏ để khi mà mình có đeo găng tay mình chỉ cần cầm cái đấy mình kéo ra nó dễ dàng. Đấy. Còn cái này thì nó thiết kế hơn tiết kiệm mà thì mình phải móc tay vào đây. Đấy. Để tháo chốt ra. Mình giới thiệu sơ qua vậy thôi. Hiện tại bên mình có hai màu này nhé, màu xanh dương và màu đen. Anh em nào muốn liên hệ mua hàng hoặc có thắc mắc gì thì mình sẽ để đường link ở phía dưới và số điện thoại, trang page. Đấy. Có gì mọi người cứ alo hoặc là IP trang page để bên mình sẽ tư vấn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người hãy like và chia sẻ video giúp mình nhé. Cảm ơn và bye bye mọi người.